Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Tâm Đức. Thì một số câu hỏi gần đây là mọi người đặt rất nhiều câu hỏi là có dòng xe nào, touring nào mà dưới năm cũ mà đáp ứng được tất cả tiêu chí của mọi người hay không. Thì đây là chiếc Life Focus. Đầu tiên, chiếc khung được làm bằng chất liệu nhôm và các mối hàn của nó thì được xử lý cực kỳ là tinh tế, nó tạo nên một cái vảy cá này cực kỳ là thẩm mỹ luôn, và được in chữ Life kết hợp những cái thiết kế vân họa tiết trang trí lên chiếc khung, làm cho cái khung nó thêm bắt mắt này. Và cái bảng khung ngang của nó, mọi người có thể thấy cái khung ngang ở trên thì nó có cái khuynh hướng là bẹp bẹp nhỏ nhỏ, nó theo cái chiều đi xuống. Và cái bảng khung ngang ở dưới thì nó có cái độ tròn nè, bo tròn của nó ở dưới, và cảm giác cái chiếc xe nó thanh thoát hơn, đơn giản hóa và đáp ứng được nhu cầu về cái xe touring đường phố. Đến là bộ chuyển động của chiếc xe là được sử dụng cho mọi người là bộ chuyển động của Shimano Tunay. Đầu tiên là gạt lip là của Shimano Tunay và gạt đĩa cũng là của Shimano Tunay. Thì mọi người biết rồi đó, một bộ chuyển động của Shimano thì nó đã quá quen thuộc và cũng đã quá nổi tiếng để tạo nên một cái chiếc xe cực kỳ là ngon. Và cái mức giá dưới năm cũ mà mọi người được trang bị một cái gì đó gọi là có tính thương hiệu thì nó càng trở nên có sự hấp dẫn. Bên cạnh đó thì chiếc xe được trang bị là 3 đĩa trước và 8 lip sau, thì nó đáp ứng đủ cho mọi người là về cái tiêu chí là thay đổi cái tốc độ, thay đổi nhiều cái mục đích của mọi người khi đi chiếc xe đạp. Khi mọi người đi học thì mọi người có thể chuyển về những cái lip phù hợp để mọi người đi học. Khi mọi người leo những cái độ dốc, có độ dốc khoảng 25 thôi, thì mọi người vẫn có thể đổi những cái đĩa và cái lip để phù hợp sau. Khi mọi người đi những cái địa hình nó dốc một xíu thì mọi người vẫn có thể đổi được về cái tốc độ. Và kết hợp một cái giò đĩa của ProWell chỉ dưới cái tầm giá là 5 triệu thôi, mọi người đã sở hữu được một chiếc Life Focus mang cái tính gì đó gọi là thương hiệu này, chất lượng này và bền bỉ nữa. Quá là tuyệt vời cho một chiếc xe touring đường phố. Và kế tiếp ở trên phần ghi đông thì nó sẽ trang bị cho mọi người một cái ghi đông thẳng và một cái gạt đĩa và gạt lip là của Shimano, và kết hợp vào đó là một cái thắng hình chữ U của Shimano. Cái thắng này ưu điểm của nó là cực kỳ là bền. Bên cạnh đó là một cái tay nắm cực kỳ là mềm và có cái độ thoáng khí nè, cái tay mọi người bám vô nó không có bị đau hay là bị tì cái tay cả. Và tiếp theo, khi mọi người đi đường dài thì mọi người rất là chú trọng đến cái cảm giác ngồi của mọi người đúng không? Thì đây, chiếc Lai này nó vẫn đáp ứng cho mọi người là một cái yên của Lai chính hãng luôn nha. Nó gì đó gọi là cái yên này, mọi người có thể thấy là nó có cái độ rộng và cái độ bè ra hai bên, khiến cho mọi người ngồi lên á, cái mặt tiếp xúc giữa cái phần mông của mọi người và cái phần yên nó có gì đó to hơn, làm cho mọi người có cái cảm giác mềm mại này, có cảm giác êm này, có cảm giác gì đó gọi là thoải mái khi đi một chiếc xe đạp. Và một cái cực kỳ là ấn tượng mà mình thích trên chiếc xe touring dưới 5 triệu này, đó chính là được 3 ga và một cái trống nha. Cực kỳ là mình thích luôn, bởi vì các cái mẫu xe hiện đại ngày nay thì đa số mình thấy là nó sẽ tối ưu hóa, nó bỏ hết những cái trống ra, bỏ hết những cái ba ga ra, làm cho một cái xe của mọi người nó nhẹ đi. Cái ba ga này á, trên lý thuyết thì nó có thể chở được 25 kg, nhưng mà mình khuyên mọi người chỉ nên chở dưới 20 kg. Mọi người có thể thấy là những cái ốc vít nó được bắt trên chiếc ba ga này nè, cực kỳ là nhỏ thôi, nên là mọi người có thể hạn chế cái cân nặng khi ngồi lên chiếc xe nha. Mình nghĩ là chỉ dưới 20 kg thôi, và một cái trống mình có thể dựng được bất kỳ nơi nào mà mình thích. Đó là sơ lược và tổng thể hết chiếc Life Focus này mà với mức giá là dưới 5 triệu thôi. Mọi người nếu mà có quan tâm hay là muốn tìm hiểu thêm về chiếc xe Life Focus có thể alo ngay cho bộ phận kinh doanh của Tâm Đức để được tư vấn size này, tư vấn màu sắc và phương thức vận chuyển nào tốt nhất đến mọi người. Và video đây là kết thúc. Tạm biệt mọi người.